có một cái phòng 6 người ở, mà cứ bước vô phòng cái thì thấy có một người đứng ngay nhà vệ sinh, đứng tóc ngắn, rồi cứ đứng ngay nhà vệ sinh. Thì cô này cô tưởng đâu cái bà cụ trong phòng, thầy giống giống bà cụ trong phòng. Bà kêu cụ, vừa kêu một cái mắt tiêu. Mà trong phòng ba người thấy, ba người thấy vậy đó, cứ đứng hoài vậy đó. Đó. Nên quý vị biết, những đứa đã từng chia sẻ một bài giảng mà cảnh giới hương linh có tồn tại hay không, đúng không? Tồn tại chứ, có tồn tại. Mà quý vị biết vì sao mà quý vị thấy hương linh không? Tại vì yếu. Yếu quá, yếu mà nhát, yếu mà nhát nên mà thấy hương linh. Đứng hoài vậy đó, cứ đứng ngay cái nhà vệ sinh vậy đó. Rồi xong cái câu cái cô hỏi, dạ thưa thầy, vậy con mới làm sao? Rồi xong mà những đức nói niệm Phật, nhưng mà cô lỡ ngay chỗ đó cô nói vậy nè: chúng ta cùng tu, nhưng mà phàm phu người ta thấy mình người ta cũng sợ. Thôi cứ ở thì cứ ở, nhưng đừng cho người ta thấy mình. Có tình có lý quý vị, có tình có lý, người ta nghe lời liền. Nói câu ta nghe lời liền. Tại vì mình làm ta sợ mình cũng bị tổn phước. Thấy không? Mình làm ta sợ mình bị tổn. Nên tại sao có những hương linh mà bị người ta chù yếm? Tại vì bị làm ta sợ. Quý vị đừng có làm ta sợ đi, ai chú ý quý vị. Quý vị cứ ở yên chỗ nào và ở yên chỗ đó đi, cứ ẩn đi. Mình hiện chi cho người ta thấy mình, để người ta chú ý mình, hiểu không? Còn trong chùa thì mình gặp gì mình chỉ cần nói một câu thôi. Quý vị cứ ở tu, chúng ta cùng tu cầu sanh cực lạc, nhưng đừng có hiện cho người ta thấy làm chi, hiểu không? Mọi chỗ đầy hương linh, nhà mình, ngoài đường xá, chùa chiền, nơi nào mà không có. Quý vị biết cái người mà chết chưa siêu thoát nhiều cỡ nào chứ? Nhất là cái tháng 7 này đầy. Giờ này ngoài săn đi nheo nhóc nữa. Đầy vậy. Quý vị ở đây 2.000 người thì phần hương linh phẳng 200.000 người. Trời ơi, người mắc mà chưa siêu thoát đông không tưởng tượng được. Vì biết rằng cái cảnh giới mà hương linh phá thai nhiều cỡ nào chứ, không biết bao nhiêu mà nói. Rồi thêm nữa, một người bị đi đến đây thôi, bị dẫn theo không biết bao nhiêu người mà nói. Có tôi tin không, nghe nói rằng mỗi người chúng ta đi đâu là cả nửa đoạn đường quan gia trái chủ đồ. Những người có duyên chết chưa siêu thoát đi theo mình gần nửa đoạn đường. Mà bao nhiêu con người này đi thì quý vị biết bao nhiêu người đi theo chưa? Hiểu không? Đầy. Đó. Mà cái kiểu mà nói cho tu tu chứ, mà mình bước vô phòng mà mình thấy đứng đứng ngơ 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 cũng ớn lắm á nghe. Ớn chứ bây giờ cái quý vị. Xong á, nhà Đức nói cái câu kia, nhà Đức nói á, thôi bây giờ gì đi, tại người ta đứng hoài là do người ta không có cái giường ngủ. Cô để cái giường, cô nói là thôi quý vị cứ ở đây ngủ đi, chắc chắn quý vị là ngủ liền. Bây giờ những đức nói đơn giản thôi, trong cái nhà quý vị để một cái giường, quý vị nói người phước mọc phước mài đi lại đây ở đi, nghỉ đi nghe. Tức khắc là ở ngay chỗ đó đầy. Tại vì sao? Quý vị nói câu thôi là người ta ở đó liền. Có nghĩa là mình bước vô cái là mình thấy người ta đứng ở nhà vệ sinh là vì sao? Người ta không có chỗ nằm nghỉ. Giường thì của mình, ta đâu có dắt lên, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà mày thử cái gì để cái giường thử đi, để không là ta lợn ta nằm liền, lợn ta nằm liền á. Nó mà cái bà mà thấy kia, cái bà mà thấy kia nửa đêm chùm đầu chùm đít lên lú đầu ra là thấy ta nằm ta ngủ, mà vừa mà chùm đầu chùm đít lại mà mình vừa ấy cái mền ra cái là mình thấy họ làm nè.
giỡn thôi nghe. Quý vị biết rằng nếu quý vị mà yếu ôm vía nhát á, là có những hương linh mà nam á, ta gặp quý vị ta làm nè. Mà người của họ nó lạ lơ lắm quý vị. Gì nè, nên nó phần âm là người ta ương gì nè. Rồi bắt đầu là người ta thấy mình mà kiểu mà nhát nhát, là người ta gặp mình là người ta cứ ta quắc quắc vậy đó. Tại vì người ta vậy mà, thấy quý vị nhát quá ta làm gì đó. Quý vị biết á, mỗi một cái phòng chúng ta ở đều có rất nhiều, nhưng do phước báo quý vị nó còn dày quá, vì không thấy thôi. Nhà mình cũng đầy, ở đâu mà không nhiều, thấy người ta chết chưa siêu thoát nhiều dữ lắm. Nên cảnh giới hương linh tồn tại dữ lắm chứ. Không mà buổi sáng mà buồn ngủ mà giảng thì nó hết buồn ngủ. Thấy bị yếu yếu rồi đó. Giảng mấy đoạn này vô là thấy tỉnh veo rồi, thấy chưa? Không mà giảng cái này nó lạ lạ lại một chút. Tại những buổi kia mình giảng cách khác, nhưng mà giờ này nè, cái lượng Phật tử này là của lượng Phật tử chung chung nè. Thấy không? Nhiều lắm á. Thấy không? Có cái bà kia ở trong nhà bà, ở trong nhà bà thì thường là ở nhà ta có cái bàn thờ, ở kia thờ ông nội ông ngoại đồ, mang mắt kiến đồ, bằng áo dài đồ, hình bự bự quý vị có mà. Rồi xong cái bằng đêm bằng ngủ, bằng đêm bằng ngủ thì nhà vắng mùng thì bắt thêm cái bóng đèn mà kêu mà để bàn thờ đỏ đỏ đi, này đỏ đỏ thôi chứ quê của bác này đỏ 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 đó, thì tự nhiên nguyên một cái nhà đỏ quét à. Thì bà ngủ nửa đêm, bà giật mình thức dậy thì tự nhiên bà mơ mơ màng màng. Mà thường á là phần âm là lúc mình mơ mơ màng màng mình ưa thấy, tại vì cảnh giới người ta là mơ mơ màng màng, nên mình mơ mơ màng màng là mình ưa xâm phạm cảnh giới đó lắm. Thì bà biết là lúc hơn 12 giờ khuya thì bắt đầu là giật mình thức dậy, cũng mở mắt ra cô thấy trên bàn thờ ngồi đầy hết chính. Ngồi đầy hết chứ nghe. Mà ngồi nói chuyện qua lại nha, quá trời đông luôn, ngồi bàn thờ đầy hết chứ. Thì biết rằng vì sao mà trong kinh Phật nói là một cái cây to qua đầu mình khi muốn chặt là mình phải nói lên 3 ngày mới chặt, là vì cái bóng cây là nhà người ta đó, bóng cây là nhà người ta quý vị. Mà quý vị chặt cây là quý vị đang phá nhà người ta, phải báo cho người ta biết để người ta dọn nhà. Bóng cây là người ta ở trong bóng cây quý vị. Nó nên từ nơi đó, thí dụ như tại sao mà người ta cầm một cái lương hương mà cái nhang mà cái cây nhang mà cái đoạn dưới một khúc của nó chân nhang á, ta cầm đi thì nên ta kêu hương linh vô đó, ta cầm đi đó. Thì vị biết tuy nó nhỏ xíu nhưng cái cảnh giới trong đó nó lớn, cảnh giới trong đó nó rất là lớn ở trong ấy. Trên bàn thờ mình thờ có một chút vậy thôi, nhưng mà cái cảnh giới người ta là một căn nhà, nên đang ngồi trên đó ta chơi cái bà này, bà nhìn nó trời sao mà đầy hết trơn. Rồi thấy ông nội ông ngoại gì hình ảnh mà thờ đó đó là ngồi trên đó nghiêu ngao nói chuyện trên đây đó. Không còn nhiều người lạ ngồi đông lắm nên nó còn có cái chú này ổng á, thì bị biết rằng là tại cái nơi đó thấy không, mà năm nào nó cũng xe đụng nó chết. Mà cái ông này ông yếu ông díu quá, là ông cứ thấy là một cái hương linh cứ đứng mà mắt mũi miệng máu nó chảy, cứ đứng nó hoài, cứ đứng đó mà đứng nó cứ rên suốt mà. Rên đau quá, đau quá, đau quá. Vậy đó, cứ than thở. Mà ông này ông nói tờ gì đâu mà thấy thê thảm thế kia, thê thảm đừng có nói nữa. Rồi xong tay họ nó rớt ra mà để cái bên mà họ cứ đau quá. Thấy không? Nên mình nghe gì rồi mình mới thấy rằng là khi mà mình còn sống mình tu là cơ hội. Mà khi mà mình chết rồi quý vị thấy mình làm cô hồn thì cái cơ hội tu mình nó khó.
Tại vì bây giờ mình nghe gì là câu nào mình nghe câu nấy. Nhưng khi hương linh là nghe câu được câu mắc. Tại vì vị biết rằng hương linh mà họ như gió vậy, một cái sự tác động nhẹ đối với mình, còn đối với họ là một tác động rất lớn. Nên ba hồn chính vía của họ nó tan biến, nên họ đâu có mạnh như mình đâu mà dễ nghe pháp, dễ tu. Hoặc là người ta đâu có thấy họ đang tu, người ta lợn, người ta quỳ ngay đó, người ta xô ra văng qua một bên. Nên quý vị thấy mình còn sống là mình dễ tu, chết rồi mình làm hương linh khó tu lắm quý vị ô. Giống như những đứa kể vì nghe bao nhiêu câu chuyện thấy chưa. Cái tình chấp con người nó ghê lắm, bởi vì mình phải nhìn thấu. Có cái bà cụ già trong chùa bá mắt gì đó mà đem cái mền bà đưa cho cái cô kia đắp. Vậy mà qua 12 giờ phi bà lỡ bà đứng ngay đầu nằm. Bà nói nè: trả mền cho tôi, trả mền cho tôi. Ghê không? Bà này sáng bà giật mình thức dậy thì bắt đầu là bà lợi bà hỏi: ủa cô, hôm qua cô đưa cái mền cho tôi, mền này mền ai? Mà hồi tối có cái bà già bà lợi bà đòi mền. Nói cái mền này của cái bà già mới chết từng trước. Kinh khủng không? Có tình chấp vì thấy ghê chưa? Tình chấp kinh khủng, mà đó là bà già trong chùa những đức hướng dẫn mà niệm Phật ấy. Vậy mà cái tình chấp của bà, quý vị biết cái mền đó không phải như đức cho, mà cái mền đó là cái mền con bà cho. Quý vị thấy nó thương chỗ nào mà cho món đồ là nó quý ghê, mà nó quý là nó chấp, mà chấp nặng là nó dính ngay cái mền. Vậy mà bà dính cái mền là bà không đi được. Vì cẩn thận nghe, cẩn thận nghĩa là cảnh giới hương linh vẫn tồn tại, vẫn tồn tại. Còn ngày xưa trên Đà Lạt quý vị biết rằng là cái bà này bà nằm chỗ này bà chết, là cái giường của bà chết hộ niệm xong. Như vậy mà đưa người ta lên nằm cái giường đó, bà bắt đầu bà tối bà lỡ bà đòi giường. Bà đòi giường, vua sắc là tối bà lỡ bà đòi giường. Bà này sáng sợ hết, hú hồn, lỡ bắt đầu gặp những đức nói có cái bà lỡ bà đòi giường. Vậy đức hỏi cái bà đó làm sao, bà này bà tả là bà lùng lùng. Nói à cái bà mới chết. Bà lỡ bà đòi giường, ghê chưa? Những đức lỡ ngay cái giường, những đức nói nè, bà là người niệm Phật, bà sát, bà cầu sanh Cực Lạc. Mà bây giờ bà chết rồi mà bà không chịu sanh Cực Lạc, mà bà ở đây bà đòi giường cái gì? Bà mà đòi nữa là bời bà biết tay với tôi, sao bà biết? Từ đó sao cái bà kia nằm không dám đến đòi, sợ. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nhưng mà phải cái người cao tay hơn họ nói được. Còn quý vị lỡ vì nói đều biết. Ví dụ như mấy cô trưởng đoàn đồ này có công phu á. Ví dụ như mà gặp những cái trường hợp mà cái kiểu mà vô phòng mà thấy người ta gì, mấy cô nói nè: thôi qua phòng tôi ở đi. Không, kêu nó thôi giờ phòng này nhát lắm, nó sợ lắm, thôi quý vị qua phòng tôi, dám không? Dám Phát Tâm Bồ Tát đạo đi. Qua phòng tôi, gió thổi bằng đêm á, cái cửa kêu cục 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 cục. Không, mà thường là con người sợ ma, quý vị, nó ưa nghe cái tiếng động, phải không? Nghe ma, sợ ma là ưa nghe tiếng động. Cái trong khi cái cửa bình thường mình nghe cái cửa kêu cộp cộp cộp, mà nhất là chùa mình á, chùa mình bị ngủ vì ưa nghe cái tiếng gõ cửa lắm, cộp cộp cộp. À nó lại vì biết gì sao? Gió thổi em, cửa chùa mình nó ưa nhúc nhích, nó đập vô cộp 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 cộp, thấy không? Nhưng mà con người quý vị nghe, mà khi mà sợ ma đó, lại bị nghe tiếng động thì cũng nghe nữa. Khi sợ ma còn một tiếng như xíu cũng nghe nữa. Rồi gió thổi á, gió thổi mà cái màn phốc phơ, tự nhiên mình thấy cái mình chùm đầu lại. Sợ. Thằng chút mình sợ rồi kêu: "Ma ơi." Đúng không? Bây giờ mình niệm Phật phải niệm Phật thôi. Phải nhớ nè. Quý vị mà nhát là người ta càng chọc ghẹo. Càng nhát là càng chọc ghẹo, nghe chưa? Nhưng mà thôi quý vị phải chịu nhát thôi. Gặp là ớt. Tuy không có làm gì mà cái mấy cô kia trong phòng 6 người, mà gặp cái bà đó đứng ở nhà xin, cái phòng không dám ở.
Hai bà là không dám lên phòng. Mấy bà làm việc xong, mấy bà đứng ở dưới cầu thang, bà đợi thì bốn bà kia đi lên luôn. Ghê không? Bởi vì con người chúng ta là sao? Cái tiếng ma là người ta sợ lắm nha quý vị. Đợi sáu bà vô phòng mới dám vô. Nó, những đứa nó để cái phòng đó, những đứa dọn. Rồi những đứa đưa một số Phật tử mà không có biết cái phòng đó. Đưa một số Phật tử mà không biết cái phòng đó đó, lâu lâu qua cộng tu á. Mình để cái phòng đó riêng biệt. Mình đưa mấy cô vô chỗ đó ở thì mấy cô không có biết. Không có biết cái phòng đó gì chứ. Chứ bây giờ mấy cái bà đó bà biết rồi, bây giờ mấy bà đi chỗ khác. Chứ bây giờ để người ta ở đó người ta sợ. Mình để cái phòng đó đàng hoàng để chống gì đó. Thấy không? Cho người ta ở đi. Rồi lâu lâu mấy bà trưởng đoàn đồ đến có cái phòng ở. À, thôi kệ, ưu ái. Ưu ái cho mấy cô trưởng đoàn ha. Cho mấy bà trưởng đoàn thôi. Là sắp ví dụ như 10 bà trưởng đoàn sắp 10 bà vô. Thấy không? Thấy không? Tối lại trả phòng cho tôi. Trời ơi. Không, lúc đó mình không biết công phu của mình sao. Công phu mình sao giống như cái cô đó mà cô kể cho một đại lão bà Thượng Tình không nghe đó. Mà cái cảnh giới của quỷ đạo xuất hiện luôn. Cái cổ niệm Phật, mà cổ niệm Phật mà nó nhào 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 vô. Mà cổ niệm Phật gian ra. Rồi xong bắt đầu nhào vô niệm Phật của gian ra. Nhào vô niệm Phật của gian ra. Vậy mà chịu mấy đêm vậy. Mà cuối cùng bỏ đi luôn. Không làm được cổ gì. Nên khi mà mình gặp những cái trường hợp mà không? Không, mình gặp những trường hợp đó mình niệm Phật. Mình tin mình là Phật tử niệm Phật mà. Mình mạnh hơn người ta chứ. Hiểu không? Nhưng mà do mình nhát quá phải chịu. Nên quý vị nhớ là cái cảnh giới hương linh vẫn tồn tại trong cuộc đời này đầy. Đầy nghe chưa? Nhưng mà có những hương linh rất là hung dữ. Có những hương linh rất là hung dữ. Chứ không phải hương linh nào cũng hiền đâu quý vị. Có những hương linh rất là hung dữ. Nên nó vô chùa mình là hương linh phải hiền. Chùa Minh Tú. Để mình những đức giữ được rồi. Thấy không? Giữ cái nào giữ cũng không bằng giữ bằng những đức đâu. Vô đây hiền đi là tốt nhất. Đó. Nên từ nơi đó mà cái cảnh giới hương linh đông dữ lắm nghe chưa. Nên mỗi khi quý vị đi đến chùa này là quý vị người ta theo vì đông. Ta theo đông, quý vị biết sao? Người ta đồn. Y gan bị đồn nhé. Người ta đồn, người ta nói là ngày mai đi đến chùa đó. Tớ có nghĩa là ngày mai đi đến chùa đó đông người lắm, lời đó có cũng đi thực. À, ngày mai ở chùa đó có cúng tế thực, mình đến để mà hưởng tài thọ thực, nên người ta rủ đi rất là đông. Nhớ nghe. Nên mình đi về đây á, mình nằm đâu, mình ở đâu, mình tu nghiêm túc. Khi mình đụng với người ta đó nghe, nhớ. Với mình không có được mà tiểu tiện hay là phun nước miếng khạc nhổ bậy bạ. Khi vì nhổ nước miếng vô mặt người ta đó. Thấy không? Những cái này phải càng nhắc á. Thầy gì đông quá. Thấy không? Khi cái chỗ cúng thí thực cái phía trước đó đó. Khi cúng vô đó mình đừng có chạy qua chạy lợi cái chỗ đó nhiều quá. Vì người ta đầy. Mình chạy qua chạy lợi quá mình đá người ta làm sao? Hiểu không? Đó. Giống như cái câu chuyện á, mà bởi vì khi quý vị mà cúng, đừng có cúng ngay cái lề đường. Có câu chuyện á, mà khi người ta cúng ngay cái lề đường, xong vậy đó, mà chiếc xe chạy ngang, đụng người ta một phát, bẻ tay lái, té. Xong về, nhập xác vô cái người té đó luôn. Nói là người ta đang cúng cho tôi đang ăn gì mà chiếc xe nó đụng tôi. Ngay lại đường giải gạo cũng ở đường thì xe qua lại
tông ta. Cái tâm thức vẫn thấy là tông ta. Tại vì tuy ta mắc cái thân rồi, nhưng mà cái linh thức người ta vẫn cảm nhận là tông người ta, đúng không quý vị? Nó như mình hết hồn á, hết hồn, đúng không? Đó. Nên á, mình đi đến chùa, cái nơi mà cúng kiến gì, mình nói là người ta đi đến đây, chứ tại gia nhà mình thì khi lâu lâu đám giỗ quải mình cúng thôi, chứ mình đừng có gầy dựng ra cái chỗ đó. Gầy dựng ra mà khi mình cúng người ta dùng được thì người ta mừng, mà bữa nào mà cái tâm mình không ổn định, mình cúng người ta dùng không được là có chuyện, có chuyện xảy ra, hiểu chưa? Nên á, mình á, là tin ngay Phật pháp, mình tin ngay nhân quả trong Phật pháp dạy nó hay hơn. Nó cái cảnh giới khác á, là nó lúc vui lúc buồn. Mình cúng người ta được, có nhiều người ta nói là cúng ngay là bán đắt lắm, có nhiều bữa không bán đắt là cúng người ta ăn không được, thấy chưa? Mà khi mà người ta ăn không được là người ta kiếm chuyện mình. Giống như bây giờ quý vị đem cái bánh mì đưa cho người ta, nè ăn đi, ăn đi, mà người ta ăn không được giết ta tức, ta ghét, hiểu không? Nên tốt nhất đem câu Phật hiệu niệm cúng dường người ta, hay yên yên nghe. Quý vị gầy dựng cái gì là dính vô đó, gầy dựng cái gì dính vô đó, gầy dựng cái gì dính vô đó. Như nhà quý vị thờ người này người kia nghe, dính đó. Bây giờ phải lo niệm Phật thôi, dọn người ta là cả vấn đề. Nó nhiều Phật tử hỏi bây giờ con thờ vị đó gì mà giờ con dọn đi, con đem vô chùa, người ta có chịu vô chùa không? Cái vị dọn đi phước báo vì ít, có chuyện liền. Tại sao có những người ta dọn bằng thờ bậy bạ là có chuyện? Với cảnh giới ta đang ở, hiểu không? Đã có duyên thờ rồi để yên rồi lo niệm Phật đi, vậy thì tức khắc mọi việc sống bình yên tốt đẹp. Dọn không phải đơn giản đâu. Còn người phước báo quá dày dọn không sao, phước báo dày quá đụng ta không được, nhưng mà ta hẳn, tại vì người ta ở, vì cúng người ta ở đó tới giờ. Nó Phật pháp là dạy làm sao cho nó hòa thuận, chứ đụng với người ta là không đơn giản đâu. Như những đức mà nói lên một câu, quý vị đi dọn tùm lum tùm la bàn thờ, nó tìm những đức, tìm đức chờ cơ hội. Bữa đó yếu lợi xúc đá lộn mèo, không giỡn đâu nghe. Nên nó có cái vị đó mà khi cúng đi thực á, mà ông cúng quá trời cúng luôn mà đồ ăn ông không cắt ra. Vì mà lúc ông đang cúng đi thực, trong đó có một con quỷ rất là nhiều trăm năm vậy đó, mà nó cầm cái búa lên định bữa ông. Mà kế bên cái ông thầy này cũng có một cái vị kia, ông trì chú ông có thi nhãn ông nhìn thấy, cản lại. Ghê không? Vì thấy không đơn giản đâu nghe. Tại vì cảnh giới người ta nó đầy đủ nằm bên trong á, đầy đủ á, vì nhớ không? Ủa, những đức khuyên người niệm Phật không? Vì mà có một lần những đức ngủ, những đức thấy người xuất gia quá trời đông, mà người xuất gia bận y đủ tất loại y ngồi đầy xung quanh, hỏi những đức một câu: vì sao ông cứ kêu người ta niệm Phật hoài ạ? Những đức nói: thì tôi niệm Phật thì kêu người ta niệm Phật chứ làm gì. Nói một câu gì xong biến mất tiêu chứ. Nó thấy không? Gặp mà mình nói thôi vậy từ đáp đó tôi không có kêu người ta niệm Phật nữa là quý vị hết giảng pháp chứ sao. Ghê không? Đó, tại vì sao? Mình chuyên khuyên người ta niệm Phật không? Cái người còn sống này đã có những người người ta không vừa bụng mình, tại người ta tu cái này cái kia. Vậy thì những cái người mà mắc đó người ta cũng chưa siêu thoát, vậy thì người ta cũng đến tìm quý vị. Nghĩa là tranh cạnh pháp tu, đấu tranh kiên cố mà quý vị, đấu tranh kiên cố, nó đi vào cái giấc mộng quý vị á, đi vào trong cái giấc mộng đó để tìm quý vị. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng trong cái quốc độ này là gì, đấu tranh kiên cố. Nên mình mà đụng chạm vì cảnh giới quỷ thần mình cũng phiền phức, nên gọi là phải kính trọng cảnh giới quỷ thần. Nhưng bản thân chúng ta học Phật tin nhân quả, hiểu không? Phải nhớ. Nên mình đi ngang pho tượng nào mình đi ngang mình cung kính Ai Di Đà Phật, cúi đầu một cái, đó là lễ kính. Ta không có làm được mình gì mà ta quý trọng mình. Nên mỗi một con người tu học mình phải nghe gì để mình hiểu mình biết. Nhất là ngôi chùa tu như chùa mình nhiều lắm. Người ta sống đến nhiều thì người chết phải nhiều chứ, thấy không? Mà quý vị lợi bị lo tu tốt, người ta cũng giúp đỡ quý vị lắm.
Đơn giản đó. Nên quý vị thấy quý vị đi 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 qua đây, quý vị cảm giác nó thích thú, nó nhẹ nhàng dữ lắm, hiểu không? Thí dụ như đi một cái ngôi chùa mà ông thầy ông quá hung dữ, toàn là thầy dữ không, thì hương linh trong chùa đó là hương linh dữ, đi theo đi ra. Còn cái ngôi chùa đó toàn là niệm Phật không, thì hương linh trong chùa đó đa phần niệm Phật không. Vì chùa này phi niệm Phật, Phật tử niệm Phật, cái gì đây thấy chưa? Rồi dù mới lớn đến hàng đầu nhưng mà thích là mai mốt ta đến nữa, còn không thích ta đi luôn. Đó. Vì thì hương linh ta đến đây toàn là hương linh niệm Phật. Nên quý vị biết cái nhà đó hung dữ thì hương linh trong nhà đó hung dữ. Còn cái nhà đó hiền hậu là hương linh trong nhà đó hiền hậu. Cái nhà này ăn chay là hương linh trong nhà này ăn chay. Chứ sao? Còn ăn mặn đi đến nhà khác. Ăn mặn đi đến nhà khác. Còn ăn chay nó đến nhà này ăn chay. Nó còn nhà này sát sanh thì hương linh là sát sanh đến, nó làm cho cái nhà này luôn lộn xộn lên chứ. Nên mỗi một người mình phải hiểu như cái nơi này sao thì nó ra hình thành con người đi đến đây vậy đó. Chiêu cảm, chiêu cảm. Khi bị nghe những đức mà kể về cái việc mà hương linh thì mới thấy nếu như chúng ta không lo tu mà chết chúng ta làm hương linh thì sao, đúng không? Dùng nguyên một cái dạng thầy trò mình chết làm hương linh hết, nghiêu ngao đi ngoài đường nghĩ thì sao? Không lẽ những đức là hương linh đại ca? Dặn nguyên cái dàn hương linh đàn em này đi, để dành địa bàn, thấy không? Dành chợ búa đồ để mà cai quản, thua luôn quý, thấy không? Nên từ nơi đó chết mà không siêu làm hương linh là cực kỳ khó tu. Nên bây giờ còn sống phải nhiệt tình mà lo tu. Có được cái cơ hội tu gì nè phải cố gắng, rồi chương trình gì tu cố gắng lựa tu, rồi 19, 20, 21 3000 lại Quan Âm nhiệt tình đến lại, cơ hội mà sao tu, mai mốt chết là hương linh khó tu, mà tu cũng không được bao nhiêu nữa, vừa tu gì gió thổi cái bay lên đằng kia, vừa nghĩ là tu lên đây lợi đây rồi gió thổi phát bay lên kia, vừa đang ngồi tu ta lỡ ta đá quát văng lên kia. Nên cái việc mà hương linh tu mà giữ được phước khó, tại vì bị người ta đụng chạm phiền não nổi lên mắc phước. Còn mình còn sống này nó dễ tu, mình ngồi mình tu giỏi lắm, mình đi lỡ cái chỗ đó ngồi người ta nói chỗ nào ngồi thì của tôi, mình lỡ đằng kia, chứ ngoài ra mình không có đụng chạm, nhưng mà hương linh ta không thấy mình xúc mình đá văng, hiểu không? Nên cái cảnh giới Phật Âm người ta khổ lắm, người ta đi đầy mà người ta đi gì nè, đầy luôn đó quý vị. Quý vị thử đi, quý vị niệm Phật, quý vị nói là con niệm Phật, con muốn thấy hương linh trong chùa này. Tội vì thấy chứ mà thấy, thấy đầy luôn cho quý vị biết chứ. Quý vị thấy bị ớn luôn á. Nhớ nè, không có đơn giản đâu. Mà nào là cục tay, cục chân, cục đầu, bụng lòi ruột, đi lên nghênh linh nghênh. Tại vì khi người ta chết làm sao đó, người ta chết làm sao thì cái hiện cái hình ảnh của hương linh ra vậy đó. Vì thấy nó đầy đa dạng, người bận đồ, người ở chuồng, người gắt gưới, người ruột gan lòi phèo gì nó tùm lum tùm la, đi liêu nghiêu. Nhưng mà khi bước vô chùa mình á, thì tức khắc người ta vừa niệm Phật là đồ đạc của người ta trở lại đồ lam hết. Vì bước ra đường nếu quý vị mà yếu yếu cũng dí, vì thấy cái vị thấy đầy luôn, y gan vậy luôn. Nhưng mà khi mà cái phần âm hư linh á, mà người ta niệm Phật cái là nhờ cái phước duyên niệm Phật là tức khắc người ta trở lại con người bình thường, và người ta là trở thành một người bận đồ lam tu ở trong chùa luôn. Sao nhà Đức biết điều này? Có khi nhà Đức ngủ nhà Đức thấy là người ta bận đồ lam trong chùa, người ta đi niệm Phật có hang vậy. Không có giỡn đâu, hàng nó đi niệm Phật cái đấy quý vị. Buổi tối mình ngủ rồi mà khi mà người ta đi vòng mà sẵn là niệm Phật hàng. Tại vì đi vô chùa người ta niệm Phật nên ta trở lại trạng thái người bình thường ổn định, mà đồ lam ta tu luôn quý vị, thấy cái phước niệm Phật chưa? Nên khi hương linh á, mà lòi ruột lòi gan mà đầu cổ bị đứt chứ tay chân bị cắt, niệm Phật là tự nhiên nó lành lặn lại trở lại bình thường hết luôn, nó trở lại bình thường hết luôn.
Đó, nên cái này là cái công đức niệm Phật thù thắng lắm. Độ độ người sống, độ luôn người chết. Pháp tịnh độ là pháp đại thù thắng mà. Hiểu không? Cái buổi giảng này đặc biệt đó quý vị, chứ không giỡn đâu nghe. Đó. Buổi giảng này nó làm cho quý vị phải siêng tu đó. Tại vì những điều như Đức nói đây là tin 100%, vì cứ yên tâm đi. Đó. Bởi vì chưa biết đâu, mà ở ngoài đường mà khi mà nó lỡ nó muốn đồ ăn, ăn gì đó, là có hương linh dữ dằn đứng, bước lại cái nó quýnh, đuổi đi, không cho vô ăn. Quý vị thấy khổ chưa? Quý vị nói giống hệt là cái người ngoài đời mà mình đi đến nơi nào mình làm ăn bị ta đuổi. Mình đi lỡ cái chỗ người ta, trước nhất phải cái gì đó với người ta. Người ta mới cho mình nhập bọn, được ngồi vị trí đó. Chứ không phải chuyện giỡn, phần âm cũng y rang luôn. Vắt vơ vắt vượng. Nên ông bà cha mẹ mình chết mà làm hương linh khổ lắm, vắt vơ vắt vượng. Nên tại sao người ta có cái bàn thờ? Vì có chỗ cư trú, có cái điểm cư trú cho họ. Chưa siêu mà họ ở bàn thờ. Nên Niệm Đức mới giảng cái bài pháp để bàn thờ đó. Giảng bài pháp để bàn thờ đó quý vị. Tại vì cảnh giới hương linh vẫn còn tồn tại trong cuộc đời nhiều lắm. Nên mỗi nơi mỗi chỗ phải bắt niệm Phật bắt pháp để cho người ta được nghe. Mà người ta nghe gì người ta mừng, người ta cảm ơn mình lắm. Tại vì sao? Vì mình nói cái cảnh giới của người ta nhiều quá, để cho chúng sanh thương người ta mà tu hồi hướng cho người ta. Đúng không? Để Phật tử còn sống cũng lo mà tu, đừng có giải đãi. Giải đãi mai mốt ăn củ cải cho mà biết. Cho biết. Nghe chưa? Nên phải siêng năng niệm Phật, nghe chưa? Nó nên mình mà được Phật Di Đà rước về Cực Lạc thì ngon quá. Còn nếu không mà toàn mình vất vơ vất vưởng nên cúng đi thật không có đơn giản. Vì nghe câu chuyện Đức kể chưa, mà cúng ra chìa khóa đó, tối về ông kêu đó, tối về kêu thầy ơi, thầy ơi, cái gì ạ? Ai kêu? Con nè thầy ơi. Cái gì? Con nào? Nhà đó hồi sáng thầy cúng đó thầy, con là con bé ở trong nhà đó, mà con đi biển con tắm con bị chết dưới biển, mẹ con mời thầy đến cúng mà thầy cúng gia trì ra chìa khóa không à, nên con không có ăn được cái gì hết thầy ơi, nhờ thầy cúng lại đi thầy ơi. Câu chuyện rõ ràng, người ta làm một viên ngắn luôn quý vị ơi. Chuyện đó ông thầy miền ngoài đó, mà do ổng đi cúng mà ổng nghĩ cái chìa khóa trên cái thùng tam bảo. Gia trì nghĩ chìa khóa không? Hiện cái chìa khóa không? Đúng không? Bởi vì khi những đức mà cúng đích thực á, những cái đứa con gái mà khoảng áo dây rồi đó, đừng có đứng trước mặt những đức. Khi những đức nhìn một cái đặt vào cái tâm những đức mấy con nhỏ bằng áo dây á, lúc đó mình cầu mình gia trì mình liền ra con gái không? Liền ra con gái không? Bởi vì vì thấy lúc mà những đức gia trì những đức ưa nhắm mắt, vì thấy chưa? Cái gia trì gia trì chú thực diệu già đa, tiên thiểu thành đa giai bảo mang. Thấy không? Mắt mờ mờ đúng không? Chứ gặp mà bây giờ mà ví dụ mình thấy nhọn gái đẹp mình nhìn. Hiện đầy luôn á. Hiểu không? Cũng ớn lắm giỡn đâu. Cúng thì mong cho người ta dùng được mà. Chăng thật nhiệt tình hết lòng mà cúng. Thấy không? Cúng kiến không có đơn giản, đừng có tùy tiện nghe chưa. Cúng cảnh giới quỷ thần là bằng cái tâm cung kính, là bằng cái tâm á. Hình thức có nhiều cỡ nào mà cúng mà cái tâm không cung kính, cái tâm gì tiền bạc cúng có ra đâu. Quý vị thấy không? Cái câu chuyện rõ ràng, cúng cái chìa khóa đi tìm đó. Từ đó tới giờ bao nhiêu năm nay những đứa cúng có bao giờ ai đi tìm Niệm Đức không? Có cái ông chú trong chùa vừa đặt chấp cho ông cúng đi thực, vừa đặt chấp cho ông cúng đi thực. Quý vị biết rằng ông cúng xong chưa, ông ngủ một phát thôi, đầy dãy người ta lại tìm ổng hỏi vì sao ông cúng như vậy. Nói một câu vậy thôi, ông hỏi những đức, ủa sao mà đông lắm, nó lỡ nó hỏi con vì sao ông cúng như vậy, thì những đức nói ông cúng người ta dùng không được, nên người ta hỏi vì sao ông cúng như vậy, ý nói vì sao ông không có tâm cúng cho tôi. Nghe không? Đó. Phải có tâm. Nên quý vị biết những đức đã có tâm với con người ta thì những đức cúng phải có tâm chứ.
Hiểu không? Mà khi những đức cúng là người ta y y người ta đến. Tại vì những đức chia sẻ Phật pháp nhiều người ta nghe người ta đã thích rồi. Hương Linh cũng thích nữa. À, Hương Linh cũng thích những đức nữa. Những đức mà đi đến nơi nào Hương Linh nó cũng thích. Cái cảnh giới chỗ đó thích, tại vì sao? Nó hoàn toàn nó sẽ thay đổi. Rõ ràng những đức đi đến đâu nó thay đổi cảnh giới chỗ đó mà. Người sống cũng thích mà người chết cũng thích, đông dữ lắm. Thấy không? Thì quý vị biết cái cảnh giới Hương Linh nó không đơn giản. Khổ lắm. Khổ cực kỳ khổ luôn. Nó nên từ nơi đó mà khi mà người ta mà nhập vô cái là người ta than thở khóc lóc khổ đau. Giống như ông vua gì mà bên Trung Quốc đó, thấy chưa? Mà trong khi ổng cũng thiện lắm, nhưng ông giết quá nhiều người. Khi ông đọa địa ngục ổng khóc kinh khủng. Mà ông được lên là nhờ Hòa Thượng Tịnh Không giảng cái quần thư chỉ yếu. Mà ông được lên ông nhập xác vô. Nói ông là ông vua tốt mà vì sao đọa địa ngục? Tốt mà giết người cũng đọa địa ngục chứ. Nó rõ ràng thấy chưa? Tốt mà giết người thì phải đọa địa ngục chứ. Nó mà nhờ ông viết cái quyển sách một quần thư chỉ yếu. Hòa Thượng Tịnh Không lấy cái quyển sách đó viết ra, in ra tặng cho nhiều nơi. Vậy mà cuối cùng ổng được lên, ổng báo cho biết. Nó là nhờ giảng cái quyển đó mà cuối cùng ổng thoát khỏi địa ngục. Giống như mẹ của Quan Mục Nữ đó, khi mà bà mà trong địa ngục mà bà thoát ra mà bà được tái sinh làm người, là một đứa con bé mà mới đẻ có biết nói chuyện, tụng kinh Địa Tạng phải không? Nó rõ ràng luôn mà bà bảo khóc quá trời khóc, khóc quá trời khóc luôn. Hỏi mẹ ơi địa ngục làm sao? Đừng nói nữa con ơi, sự khổ đau trong địa ngục không tưởng tượng được con à. Thì thấy không? Mà trong khi súc sanh đó nghe, mà bảy vị Phật ra đời mà còn mang thân súc sanh, bồ câu mà 8 vạn kiếp vẫn còn mang thân bồ câu, đọa vào loài ngạo quỷ là phải tăng lên 2 phần như vậy, trong địa ngục phải tăng lên 5 phần như vậy, dài thời gian dài không tưởng tượng được. Mà trong địa ngục là hành hạ tối ngày, chặt chém đập đầu đập cổ, chặt đầu chặt cổ, chết sau một cơn gió thổi ngang trở lại tiếp tục cứ làm hoài. Thế mới nói là địa ngục vô gián, không có gián đoạn, hành hoài không gián đoạn. Nên khi đọa vào địa ngục đó mà đi ra được là nói tới địa ngục ta không kể được, làm sao kể được. Sự khổ đau trong địa ngục nó kinh khủng lắm. Nên mà cái nhân quả là do sân hận mà ra. Sân hận khó chịu bất bội câu có. Nên người mà nghe câu đoạn này rồi nghĩ sân hận. Vì sân hận là trong địa ngục, còn tham lam là ngạo quỷ, ngu si là súc sanh. Thấy không? Từ nơi đó mà mình bản thân mình bây giờ còn sống, mình đang tu, mình nghe vậy nè, điều chỉnh tâm lại. Tu khi ngày xưa tôi sân hận lắm. Ngày xưa tính nhân đức sân hận lắm. Đi dưới sàn mà đụng cái đầu vô cái cột này, búp. Đi đá cục đá, cầm cục đá liền, búp. Ghê chưa? Sân si lắm. Vậy mà tu từ từ giảm tối đa. Nên tại vì sao? Cái nhân sân hận là địa ngục. Còn từ từ đỡ tham lam. Vì cái nhân tham lam là ngạo quỷ. 500 năm chưa từng uống được một miếng nước, không ăn gì mà phải sống. Ví dụ trong nhà vệ sinh đi, quỷ trong nhà vệ sinh rất nhiều, ăn đồ dơ dáy. Nên tại sao cái quy tắc trong chùa mà dưới bước nhà vệ sinh gõ 3 cái để cho người ta biết là mình vào đi vệ sinh. Hiểu chưa? Nó nên mình là người phụ nữ, nghe, ngày tháng của mình phải sạch sẽ gọn ghẽ, chứ không phải là mình nói đi đến nhà vệ sinh công cộng được. Mình dạy con gái mình đừng có liệng tầm bậy tầm bạ, vì cái máu đó nó người ta ăn, người ta ăn được đồ dơ, ngộ vậy, có loài quỷ người ta ăn đồ dơ máu huyết đàn bà. Mà khi người ta ăn xong người ta tìm quý vị, tại vì cái mùi đó người ta ăn rồi người ta phải đi tìm quý vị, người ta ăn rồi thì ta phải đi tìm quý vị hoài. Nó nên từ nơi đó những đức nói rằng người phụ nữ tuyệt đối đừng nên bận đồ hở hang. Vì bận đồ hở hang là vì sẽ dẫn một loạt cảnh giới của ma đạo tâm tham dục đi theo. Có con bé gái này quý vị, bằng đêm nó ngủ, đêm nào nó ngủ là nó bị đàn ông cứ là làm cái chuyện đó với nó. Mà nó là chuyên gia bằng đồ hở hang, bằng đồ mỏng manh, bằng đi bằng áo ngủ là giống như là không bằng. Đêm nào nó cũng bị như vậy luôn. Xong mẹ đến hỏi như Đức, những Đức nói con bé này phải là nó bằng đồ hở hang nhiều phải không? Và nói ồ sao thầy biết? Sao không biết? Bằng đồ hở hang nó kéo nguyên một cái lọt cảnh giới của ma đạo mà tham dục đi theo. Thì cuối cùng bằng đêm nó ngủ, con nhỏ này chắc chắn là bằng đêm nó ngủ, nó bằng đồ ngủ mỏng manh đúng không? Nó dạ đúng, đúng rồi. Thì cái cảnh giới nó hết phước thì trong giấc ngủ người ta làm nó, mà giết nó xanh xao vàng giọt, nó xanh lẹ xanh lét luôn. Mẹ nó dặn lời nói con nhỏ này sẽ ghê quá trời, dương khí cái này mất hết rồi.
Vì cái lúc mà người ta làm điều đó với nó, người ta hút dương khí ít. Những đứa nói con nhỏ này thời gian chết. Mẹ nó hỏi thầy giúp giùm sao thầy. Những đứa nói bây giờ nó phải tụng kinh niệm Phật, nó phải lễ Phật, nó phải nghe Pháp, để mà cái dương khí nó duy trì đầy lại. Thì bắt đầu là trong vòng 3 tháng nó cố gắng nói với mẹ nó lo niệm Phật và nghe những đức giảng. Cuối cùng 3 tháng sau giảng lại hoàn toàn thay đổi. Kinh không? Đó. Nên mấy cô mà những đức hướng dẫn nghe, tuyệt đối từ hôm nay không được bằng áo dây nữa. Phải bằng áo kín đáo đàng hoàng, bằng áo dây là gánh chịu. Bây giờ đang nghe hết trơn rồi. Mình là người tu hành rồi, đừng có bằng cái áo dây hay không dây làm chi. Từ hôm nay mấy áo dây không dây ai biết, cho người ta không lẽ cho người ta bạn ai biết, cái chuyện đó tôi không biết. Từ làm gì làm, nhưng mà những đức chia sẻ vậy đó để mấy bà giữ được cái phước báo, nghe không? Đi chùa nhiều nhưng mình không nghe được giáo dục, mình không có thời khóa tu tại gia, mình không nắm được phương pháp tu rõ ràng, mà đi vòng vo, đi đầu này đầu kia đầu nọ, tuy biết nhiều chùa nhưng không có gặp được ngôi chùa nào để hướng dẫn mình tu, đúng không? Khi một ngày đi cái chục ngôi chùa, nhưng mà đi giống như là tranh thủ đi mua đồ, nên là đi hoài mà không có kết quả. Thêm cái nữa là đi đến chùa mang thêm gánh nặng. Cái này nè quan trọng. Đi đến chùa mang thêm gánh nặng, đó là được nhà chùa giao phó việc này việc kia. Đi quyên góp tiền giùm chùa. Ví dụ như cái việc này bị làm nó tốt chứ không phải không tốt, nhưng mà phải gặp được cái chỗ mà nó phù hợp. Nhớ nha. Còn nếu như mà có những người người ta cứ đi chỗ này đi chỗ kia để người ta làm cái này nọ, mà người ta cứ kêu mình đi làm hoài vậy, thì viết là quý vị đi chùa mang thêm gánh nặng. Hồi đó những đức đầu tiên đến một ngôi chùa, mình cũng không có tiền gì hết, nhưng mà nhiều cô mấy cô quyên góp mà hơi bị cao độ. Khi mà mình nói mình có tiền, bà nói chị cho em mượn, nó nặng căng quá. Rồi trong chùa là 5-7 thầy, thì là 5-7 thầy làm chương trình, đi chỗ này đi chỗ kia làm từ thiện, chỗ này từ thiện chỗ nọ, nên nó chia 3 xẻ 7 lượng Phật tử ra. Lượng Phật tử này đi gom góp, lượng Phật tử kia đi gom góp, lượng Phật tử nọ đi gom góp. Cuối cùng rõ ràng đi chùa mang gánh nặng. Còn thí dụ như mình đây lâu lâu quý vị làm chương trình khiếm thị, tự Phật tử đòn với nhau. Thí dụ như mình có điều kiện mình tu phước tu duyên, nó xác thực quá quý vị, nó tại chỗ, nó không đi đâu, dòng gió tam quắc. Còn nếu không có là thôi, không có gì hết. Nghĩa là mình đi đến chùa mình tu tập để buông xuống những cái gánh nặng trong cuộc đời, chứ không phải là tăng thêm gánh nặng trong cuộc đời, đúng quý vị? Đó. Rồi mình đi đến chùa mình được tiếp nhận giáo dục, được nghe chỉ dạy, để trong cái cuộc đời mình gặp những cái vì sự việc mà trở ngại mình được cởi mở ra. Rồi mình càng học Phật mình thấy mình có niềm vui nhiều hơn, ít buồn, ít giận, thấy là đi chùa có kết quả. Nên nó bị đi đến chùa mình là những đức chỉ chúc nhắc nhở chúc viết quý vị cũng biết nhiều trong Phật pháp lắm á. Với thêm cái nữa là mình đi chùa mình không có dính vào cái việc nhân sự trong chùa, thấy không? Tại cái nhân sự trong chùa là người trong chùa người ta làm. Mình là cư sĩ mình dính vào nhân sự trong chùa phải mang gánh nặng không? Mang gánh nặng.
Mà coi chừng á nghe, coi chừng quý vị đi chùa mà đọa lạc. Tại vì khi quý vị dính nhân sự trong chùa, quý vị làm cái không đúng, rồi quý vị lên mặt với cái việc người ta trong chùa. Những đức cũng thấy, có khi chùa không có mấy người, tự nhiên có bà cư sĩ nó mới vô chùa giết cái bà nắm quyền chùa. Mà nắm quyền chùa một khi mà nắm quyền luôn thầy. Có không? Mà cái ngôi chùa như vậy không bao giờ thịnh. Quý vị cũng đâu có chịu đi đến ngôi chùa gì đâu. Ví dụ như giờ những đức ở đây mà có một cô nào nó nắm quyền, nó chỉ điểm những đức, quý vị cũng đâu có đến đây làm gì. Nghĩa là cái ông thầy thì mà ông dạy mình mà ông còn gì theo ông làm gì, từ khi mình cái nghiệp chướng gì mù quáng gì thôi. Chứ bây giờ ông mù quáng mà mình theo ông đang đàn ông dẫn mình đi xuống hầm hả? Đó, nên từ nơi đó những cái chùa vậy nó không thịnh, nó có nguyên lý của nó quý vị. Nên mỗi một người Phật tử mình đi đến chùa mà mình được cái lợi ích là mình gặp cái ngôi chùa mà ông thầy không chịu tu. Mới nói rõ ra là ông thầy không chịu tu. Chứ mình nói là cái ngôi chùa chịu tu thì nó chưa phù hợp. Ngôi chùa mà nó nằm im đó, nó do ông thầy không chịu tu. Ông thầy không chịu tu thì trong chùa nó mới tu. Đó. Chứ ông thầy không siêng chia Phật pháp quý vị mới nghe được Phật pháp. Giống như hôm qua nhà Đức nói à, vỗ tay cũng là một cái cách mà tự độ và độ tha. Nhất là buổi sáng này nè, kiểu như mà ngồi buồn ngủ mình vỗ hoài giết nó thức, vỗ theo nó tỉnh luôn quý vị. Nên có những câu nói của những đức quý vị thấy nó gần gũi nhưng mà nó lại áp dụng trong cuộc sống rõ ràng luôn đó. Nên mỗi người mình quý vị à, mình đi chùa sao mà mình càng đi nó càng thấy cái lợi ích giải thoát á, thấy cái lợi ích giải thoát của cuộc đời nó quan trọng đó. Nhớ đừng bao giờ mang thêm cái gánh nặng gì thêm nữa, mình đã nặng rồi mình đừng có mang thêm cái gánh nặng thêm nữa. Thật sự mà nói những đức cũng thương quý vị, không có bao giờ mà mình muốn quý vị phải gánh nặng thêm làm gì. Những đức ở đây thấy mình làm ở trong ngôi Tam Bảo này nhiều việc lắm, không giỡn đâu. Những đức mà tính từng chút công chuyện, nhưng mà những đức không có gánh nặng là vì sao? Vì bản thân mình đừng có để cái áp lực cho mình. Mình áp lực cho mình, bản thân mình sẽ khó giải quyết cái vấn đề tốt lắm. Nên làm thì làm, nhưng có những khi mình cũng phải thoải mái một chút. Nhưng mà con người phàm phu của mình mà làm quá thì cơ thể nó cũng mệt, dùng đầu óc quá thì cũng nặng nề. Chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Vì cái cơ thể này mà xài quá thì nó cũng bị tổn lắm, chứ không giỡn đâu. Xài nó dữ quá, nó làm việc làm quá sức á, nó cũng không đơn giản. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng cái cuộc đời nó vô thường, bản thân mình làm được cứ cố gắng làm đi. Nó vô thường từ thọ mạng, và nó vô thường từ cái việc sống làm việc của quý vị. Bữa nay vậy chứ mai nó khác, nó chuyển biến từng sát na. Bữa nay mình thấy nó bình yên, ngày mai biết nó có bình yên hay không. Cái cõi này nó là như vậy, mình làm được mình cố gắng đi, đúng không? Mai mốt mình muốn làm có được. Bây giờ quý vị coi bao nhiêu cái cặp mắt người ta nhìn mình, đâu có đơn giản. Người ta nhìn mình vì tu cũng có, mình nhìn mình để tìm kiếm mình, bản thân mình, cái gì hớ cái cũng có, thấy chưa? Đủ thứ loại cặp mắt đang nhìn mình. Vì mình càng lên cao thì càng có gió lớn. Mình leo lên mà mình leo không chắc, rớt xuống một cái chết một, chết thay một. Nên mình đi đến ngôi Tam Bảo, đến chùa vậy, cái phước lớn nhất của mình là gì? Mình đi đến mình tu tập,
Một người nào mà đi đến chùa mà mình tu mà mình có cái tâm dụng ý vì cá nhân là hoàn toàn sai. Dụng ý vì cá nhân là sai. Giống như vị làm một cái chuyện gì mà vị dụng ý vì cá nhân, hình thức quý vị thì rất là nhiệt tình, nhưng cái dụng ý để quay lại cái lợi ích cá nhân sai. Hoàn toàn sai. Thì giống như quý vị lấy cái công đức tu tập mà đổi qua một cái vật chất thế gian, quá khờ dại. Nhớ nghe. Giống như Hòa Thượng Diệu Liên ngày nói một câu, một ngày vì kiếm được nhiều tiền, một ngày kiếm được nhiều tiền cũng không bằng ngồi trong đạo tràng niệm Phật 5 phút. Một bên á là phước báo thế gian, một bên là sức thế gian, không có so sánh được. Nên tuyệt đối cái tâm mà đi đến chùa, cái tâm phải nhiệt tình, cái tâm chân thật, cái tâm đúng đắn. Chứ nếu như mà mình đi đến chùa mà mình cũng chịu tu, mình cũng chịu làm dữ lắm, nhưng mà lạ lại mình có cái dụng ý của nội tâm, cái tâm đó phải xem lại. Nếu mình có cái dụng ý của nội tâm cá nhân, lợi ích cá nhân là hoàn toàn, mình đi đến chùa mình sẽ có tác dụng phụ. Tác dụng phụ là dù mình có tu lâu mình cũng không có kết quả giải thoát. Nó không có kết quả giải thoát. Nghe không? Nên đi đến cái chỗ đông người, nó cho mình cái góc độ nhìn, nhìn được nhiều. Có những người mình nhìn nhiều khôn nhiều, nhưng có những người mình nhìn nhiều nó lại tạp nhiều. Tùy góc độ nhìn quý vị thôi. Tùy góc độ nhìn thôi. Bao nhiêu người ta diễn như vị thấy, mà diễn những bài pháp sống động trong cuộc đời cho vị thấy luôn. Nó nên á, những đức cũng là một người phàm phu bình thường thôi. Nhưng mà khi mình làm cái gì cho công chúng, mình làm nhiệt tình lắm quý vị. Mình làm rất là nhiệt tình luôn. Mình chỉ mong làm sao cái được lợi ích đó cho người ta được lợi ích, bản thân của mình không có nghĩ những cái điều vật chất. Thật sự từ tâm luôn á. Nên cuộc sống nó phải có tiền bạc mới sống được. Nhưng mà nó kiếm tiền trong mọi mặt khác nhau, chứ không phải là cái việc mà ở trong ngôi Tam Bảo. Nhớ. Ví dụ như mình đi đến ngôi Tam Bảo mà cái tâm mình mà mình kiếm tiền là nó không phải là người Phật tử hiểu biết đâu quý vị. Tử hiểu biết không có làm gì. Đúng chưa? Nên nó sẽ có tác hại cực kỳ lớn quý vị luôn. Nó lợi ích trước mắt nhưng mà cái hại sau lưng nó nhiều. Nó tác hại sau lưng nó lớn như lắm. Nên những đức nói chùa mình Phật tử đơn giản bình dị. Tại vì sao ông thầy ông đơn giản bình dị, ông hướng dẫn mình. Nên bản thân những đức là chắc chắn quý vị là những đức duy trì được cái đơn giản bình dị. Tại vì cái lối sống này nó đặc biệt, nó vui, không có thay đổi, không có sửa lại. Không thay đổi, không sửa lại. Dù mình có tiếng tâm cỡ nào chăng nữa, mình vẫn thích sống đơn giản bình dị. Vì sống đơn giản bình dị nó hạnh phúc, nó bình an, nó dễ sống nữa, mà hướng dẫn người cũng gần gũi nữa. Bây giờ quý vị biết cả đời những đức, không lẽ bây giờ những đức đổi là cái tông giảng là bây giờ mình phải nói văn tự cao siêu để chứng tỏ mình là người hiểu biết? Vậy vừa đổi cái tông nó lại là sai liền, tức khắc Phật tử thấy lạ liền. Đó. Thấy không? Thấy lạ liền. Nên những đức nói rằng quý vị, cả đời con người chúng ta vẫn lập trường cái thở ban đầu. Quý vị coi con người ai cũng bước đi chập chững từng ban đầu. Nhưng mà cái bước đi đó là cái bước đi mà đầu đời của mình. Nó lại lấy đó để làm bài học kinh nghiệm. Thì nó thành công dữ lắm quý vị à. Nên quý vị đi đến chùa mà có được thời khóa tu, ở nhà áp dụng. Có cô Phật tử này cũng nhắn tin những đứa câu hỏi. Lúc trước con nghe pháp hai thầy này mà nổi tiếng, giảng nổi tiếng lắm, mà từ khi con nghe thầy giảng là con không nghe hai thầy đó nữa. Vì con có tội không? Có tội không? Đâu gì đâu có tội. Đúng không? Thường á, quý vị nghe một người chuyên tu mà quý vị có thời khóa tu là quý vị sẽ không bao giờ nghe được những người giảng nhân sinh bình thường. Đúng không?
Nhưng quý vị nghe cái người giảng nhân sinh bình thường dù có hay cực kỳ hay, nhưng quý vị sẽ nghe rất nhiều người. Vì cái hay nhân sinh nó na ná, nên quý vị lao đi, quý vị đi nghe, nghe hoài không biết đủ luôn. Cái nhân sinh mà nghe mà cái kiểu mà nghe hay ấy, là nó lao đi nghe, nó nghe tá lạ âm bình, nó gom nhặt tứ tung lang tang vô. Nhưng mà khi quý vị nghe mà chuyên tu thì lạ tai, chuyên tu nó càng đi sâu thì nó càng an lạc. Thì nhà Đức nói với vị nghe là khi vị nghe chuyên tu thì giống như vị đang tu mà vị lên lớp vậy. Tu mà lên lớp. Khi khởi đầu nghe, nghe nhân sinh bình thường thì nó đi vào tầng cấp chung chung. Khi vị mà vô chuyên tu là vị nâng cấp, giống như lên lớp. Mà đã là lên lớp rồi mà kêu trở lại lớp lớp ngày xưa thì mình không chịu. Đó. Đó. Giống như câu Phật hiệu này, tuy có một câu Phật hiệu nhưng mà mình niệm hoài có khi mình còn quên, mà sao mà mình không niệm được. Mình niệm hoài mà mình còn quên, mà tại sao mình không niệm? Mình phải niệm hoài thôi. Mình phải cố gắng mình niệm Phật thôi. Đó. Thế từ nơi đó mà, ví dụ như hồi đó tới giờ mình nghe Pháp ai, nhưng mình nghe rất là hay luôn. Mình cũng cảm ơn quý thầy giảng cho mình nghe cuộc sống, cuộc đời này kia đồ rất là hay. Nhưng mà nó ngay chỗ là bản thân mình không có nghe được thầy chỉ cho mình một cái cách tu làm sao để cho cái cuộc đời mình khi gặp sự cố gì mà đem pháp tu này ra để áp dụng. Rồi khi mình cặn tử nghiệp cuộc đời, mình đem cái pháp tu này ra để giải quyết vấn đề sanh tử, đúng không? Đó. Nên qua cái trận dịch bệnh nó cho mình góc độ nhận thức sâu sắc lắm quý vị. Tại vì khi dịch bệnh đến, quý vị thấy không, cái nhân sinh mình không giải quyết được vấn đề đó, phải đi sâu vào vấn đề sanh tử mới giải quyết được. Thì lúc đó sống chết nó như là chỉ mảnh treo chuông. Mà mình cho mình cái góc độ nhìn thấu được cái việc vô thường của cuộc đời và tình người sống với nhau. Tự nhiên mình vừa bệnh một cái là tự nhiên đưa mình đi ra khỏi người thân mình. Còn lúc bình thường mình với người thân mình thân thiết quá trời, thương yêu lo lắng nhau. Vậy mà bệnh đó một cái là tự nhiên nó tách mình ra khỏi vị trí đó luôn. Thì tự nhiên mình nói như vậy thì trong cái cuộc đời này, nếu bản thân chúng ta mà không gây dựng cái tu, vậy thì khi gặp sự cố đó ai giúp mình? Đâu ai giúp mình đâu, đúng không? Cái góc độ này phải nhận thức quý vị à. Đó. Nên những điều những Đức nói với quý vị nghe đơn giản, nhưng cái lợi ích cho quý vị đi đến chùa. Những Đức có nói rằng tại sao đi đến chùa mà không được lợi ích? Là tại vì mình đi long nhong, đi vòng vòng à. Có khi mình đi đến chùa, bây giờ Đức hỏi quý vị cũng đi chùa, nhưng mà quý vị lại đi vòng vòng chùa hoài vậy đó, vì không vô chánh điện. Vậy thì nó không có lợi ích. Tại vì vòng vòng chùa không mà. Đó, nên mỗi người mình á, mình đi đến chùa làm sao mà mình được lợi ích, làm sao mà góc độ mình càng xấu. Quý vị thấy những Đức học Phật mười mấy năm nay, càng học càng có lợi ích mà. Càng học càng được lợi ích. Những Đức ngày xưa phát tâm đi chùa cũng như quý vị đi đến chùa vậy đó. Ngày xưa những Đức đầu tiên những Đức đi đến một ngôi chùa là cũng đi đến tụng kinh mỗi buổi chiều. Cũng là như vậy, y ráng luôn. Rồi những Đức mới đến chùa cũng làm công quả, cũng bình thường luôn. Mà mười mấy năm nay người ta học Phật, người ta càng học bây giờ người ta lại hướng dẫn quý vị tu quá trời đông. Quý vị thấy đi chùa có kết quả, trong khi có những người mình đi chùa mười mấy năm mà mình cũng đâu có kết quả gì đâu. Bản thân mình cũng không có được lợi ích gì, mà mình cũng không có phương pháp tu gì. Mà cuối cùng nói tới cái chuyện vô thường thì bản thân mình không biết luôn. Cả cái việc mà mình quy y mình cũng không biết y cái gì luôn, đúng không? Vậy thì cái việc mà mình tiếp nhận Phật pháp đúng là đáng thương, đáng thương. Đó. Hãy nhận thức nha quý vị. Thì quý vị biết rằng là tại cái gia đình mình mà có ngôi Tam Bảo, rồi tại cái gia đình mình có tu hai thờ, rồi rảnh rỗi được ngồi nghe pháp, cái việc này nó hy hữu, nó đặc biệt lắm. Nó bây giờ bao nhiêu người, bây giờ quý vị thấy như bắt đầu là sáng nay rồi nè, quý vị sẽ thấy hành hương đi cho quý vị. Sáng nay nè, mà sáng nay chùa mình cũng sẽ đông lắm nè. Hồi tối này là nguyên một cái vàng là người ta ngủ bệnh á, ngủ bớt bệnh nhiều dữ lắm. Cái lượng người là còn ngủ bệnh nhiều dữ lắm. Vì hồi tối thấy cái nhà bên đó đông đông chưa. Một số người ta chạy về, sáng nay ta chạy đến. Một số người ta còn ngủ bệnh. Tại vì suốt 2 ngày rồi còn gì. Nó nên từ nơi đó mà mình nhìn ra cái nhân duyên mình làm việc. Quý vị thấy rằng cái pháp môn tịnh độ này
là cái pháp môn hy hữu đặc biệt. Pháp môn hy hữu đặc biệt. Và phải nhìn được cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp tu mà gọi là nó quá phù hợp với nhiều con người luôn. Và cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn giảng thuyết nó cực kỳ đặc biệt luôn. Chỉ cần nắm được cái mấu chốt của nó thì cái pháp môn tịnh độ này vì giảng thuyết rất tự tại, vì nó dẫn dắt quý vị rồi nó quay lại, nó dẫn dắt quý vị rồi nó quay lại, có nghĩa là nó có điểm nhấn chính của nó quý vị, nên quý vị đi một vòng quý vị có cửa quay lại được. Hay lắm, rất là đặc biệt. Nên tại gia đình của mình hai cái thờ công phu sáng tối nó quan trọng như lắm. Mà hai cái thờ công phu đó đó quý vị, là hai cái thờ công phu nó giữ đạo tâm cho mình. Tại vì mình còn tu được. Khi quý vị lên tu một thờ, quý vị thấy nó an lạc, thấy nó vui, thì tự nhiên bản thân của mình sẽ thích niệm Phật. Quý vị biết vì sao cái người niệm Phật mà người ta bỏ niệm Phật không? Vì người ta niệm Phật không có an lạc, vô vị. Mà đã là vô vị thì sao mà niệm Phật, thì sao mà thích niệm Phật. Nên niệm Phật mà có hương vị thì càng niệm nó càng thích, càng niệm nó càng vui, càng niệm nó mới càng thích. Nên tại sao những đức thích niệm Phật? Là tại vì những đức niệm Phật nó vui, nên những đức mới thích niệm Phật. Nhưng quý vị nhớ là tất cả cái món ăn nào trong cái cuộc đời này, cái hưởng gì trong cái cuộc đời nó đều chán. Nhưng lạ thay chỉ có cái niệm Phật là không bao giờ chán. Niệm Phật là không bao giờ chán nha quý vị. Còn chừng nào quý vị mà chán niệm Phật lại bị tiêu rồi. Thì tiêu quý vị sắp sửa nghỉ tu rồi đó. Thay vì tu tịnh độ mà chán niệm Phật mà tu cái gì nữa bây giờ. Pháp môn tịnh độ này là câu Phật hiệu, là ngay cái bộ nguyện tiếp dẫn chúng sanh, mà mình chán niệm Phật là mình không bao giờ cái việc mà mình tu tịnh độ nữa đâu. Thấy không? Nên mình học tập gì nè, nó nhắc nhở mình để mình đi đến chùa, mình được cái sự lợi ích khi mình đi đến ngôi Tam Bảo, mình tu tập, mình đem những cái lời dạy của ông thầy, ông chỉ mình áp dụng trong cái cuộc đời. Chính những đức thấy học Phật, những đức vui, những đức được tốt, thì chắc chắn những gì những đức hướng dẫn quý vị là quý vị sẽ được lợi ích. Đúng không? Được lợi ích thôi. Đúng rồi đó. Đó. Nên cứ nắm chắc câu Phật hiệu này cả đời đi. Hồi chúc quý vị an lạc hay gì đâu Phật. Hồi đọc 12 lời đại nguyện đi. Đúng không? Nãy giờ mình nói vẫn với cảnh giới người âm hương linh mà. Bây giờ mình phải đọc 12 lời đại nguyện để người ta phát nguyện để Phật sanh cực lạc nghe. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật.
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên Hoa con hóa sanh, kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta nên chân thật phát nguyện niệm Phật tinh tấn cả đời, để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh